Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ làm một cái vlog đặc biệt cách tắm gội đầu ở Dubai mọi người nhá. Mọi người xin chai nước đã. Hey, can you show me it? What the hell? Thank you so much. Đấy, đầu tiên là xin chai nước. Ok. Thank you so much. Ôi. Anh Nèo, em vừa xin được chai nước của anh tài xế. Mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng thử làm vlog là gội đầu Dubai xem nó như nào nhá. Ok mọi người, thì bước 1 chúng ta sẽ làm như nào? Bước 1 thì chúng ta phải lấy nước vào chai mọi người nhá. Tại sao phải lấy nước vào chai? Thì ở đây mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây này, cái nước nó rất là nóng. Nó siêu nóng luôn mọi người, thật sự mình không thể tin nổi. Bên này có hai nấc mọi người nhé, nấc nóng này màu đỏ và nấc xanh màu lạnh đúng không? Thì chúng ta mở cả hai bên, nó đều nóng như nhau các bạn, hai bên đều nóng như nhau, không phải sao nhưng mà ở bên nước nóng thì không có nước đâu. Đây. Nói chung là hai bên nước nóng như nhau và không thể gội đầu được, nên là nhiệm vụ của mình bây giờ là phải lấy nước vào chai. Đấy là bước 1 các bạn nha. Đây, bây giờ chúng ta muốn tắm đúng không? Chúng ta sẽ cất hai chai nước này vào trong tủ lạnh. Đấy, cho nước nó mát đi. Ok, đấy, nhét ở đây. Kín quá các bạn, đây, nhét đây. Rồi, ok. Bây giờ đợi 15 phút nữa cho nước nó mát là xong rồi. Ok. Ok bà con, bây giờ thì mình có hai chai nước mát rồi mọi người nhé. Bây giờ sẽ tiến hành gội đầu. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở chai nước ra như này. Ok. Bước thứ hai là xấy nước vào đầu. Ok mọi người ơi. Đấy. Cái đầu mình thì mới nhuộm xong nên là bây giờ mình không thể gội nước nóng được. Hôm vừa rồi thì nước nóng đến mức mà kiểu tắm thôi còn khó ấy mọi người. Bây giờ cả nước này gội đầu quá tuyệt vời luôn. Ok. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho dầu gội đầu lên. Và gội đầu theo phong cách Dubai thì chúng ta cần phải có một cái lọ dầu gội đầu của Dubai mọi người nhé. Không, cái này không phải dầu gội đầu. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây là một lọ dầu gội đầu theo tiêu chuẩn của Dubai, Moton Brown London Sampo with Indian. Đấy, phong cách này là cả Ấn Độ luôn. London nha mọi người. Nó chất trời phải rơi. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít dầu gội đầu vào tay. Mình xoa đều. Đấy, xong rồi mình sẽ vuốt lên đầu. Rồi, tiếp theo là mình gãi đầu. Khá là thơm mọi người ơi. Cái dầu gội đầu thơm cực kỳ luôn. Mình khá bất ngờ, thơm thật sự. Đấy. Bây giờ mình dùng chai nước tiêu chuẩn My Dubai này để gội đầu. Ok. Mọi người nhớ là gội từ từ nhá, đổ từ từ thôi, tiết kiệm nước. Nếu không là hết hai chai nước này là không gội đầu đâu. Chúng ta chỉ có phạm vi là trong 1.5 lít cộng 1.5 lít là 3 lít nước để gội đầu thôi. Đấy. Ok. Rất sảng khoái luôn. Hôm nay được gội đầu tại Dubai theo phong cách rất là đẳng cấp. Đây là lần đầu tiên mình gội đầu như này mọi người. Rất là thú vị. Ok. Mùi cần đến chỗ này sao mọi người ơi, nhanh thế nhỉ. Tí và hết chai nước rồi. Ok. Như vậy là hết một chai mọi người nhé. Tiếp theo là chai Aquafina phiên bản Dubai này. Wow. Chai này lạnh quá mọi người ơi. Lạnh luôn, để lâu quá. À không, chai này để trên ngăn gần đá nên nó rất lạnh. Nó kiểu cảm giác tê luôn, tê đầu luôn mọi người. Ok, như vậy là hết 3 lít nước. Đó, chúng ta sẽ dùng một chiếc khăn tắm để lau mặt và lau khô tóc nhé mọi người nhé. Nước vào tay mình mọi người. Tóc mình mới nhuộm nữa mọi người. Ui, cảm giác tay này bị ù luôn mọi người ạ. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Sau khi mà chúng ta đã ấy xong thì chúng ta sẽ dùng một chiếc máy sấy.
sấy tạo kiểu tóc lại. Xin chào anh em, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để vuốt tóc đẹp như là Barbie size, thấy không? Theo phong cách Mohican. Thì có chiếc gành như thế này, xem được không nhé, nhé. Sấy khô đã. Cảm giác sấy tai nữa mọi người, để xong nước vào tai. Ờ, không có tai thôi. Ok, như vậy là xong rồi. Nếu các bạn đã xem vlog này và nếu các bạn thấy hay và muốn mình làm thêm nhiều cái clip về đời sống tại Dubai thì mọi người hãy like và comment để mình có động lực làm hơn nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em, good night mọi người. Vì bây giờ ở đây là 12 giờ đêm và Việt Nam là 3 giờ sáng rồi. Còn khi nào up video này thì mình cũng chẳng biết nữa.